Rồi tiếp theo thì Linh sẽ quay và giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn cái căn nhà luôn, cái căn nhà luôn. Và đương nhiên rồi, cái lộ ngoài trước này là 3 mét nha. Lộ ngoài trước này 3 mét. Và ở đây là nó là nước ngọt ha, nước ngọt. Ở phía trước này là nó có cái con sông nè. Và đương nhiên là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua cái nền trên bờ thì ở phía sông người ta không bán, nhưng mà nó trở thành của mình luôn. Đó, nghĩa là người ta bán cái nền ở trên bờ thôi. Ở dưới này nó có cái lộ 3 mét. Ở dưới mấy sông thì nó sẽ thuộc về của mình luôn. Đó. Rồi, bây giờ Linh sẽ báo một số cái số liệu về cái phần đất cũng như cái căn nhà này ha. Để cô chú anh chị già nào thì thích ok thì mình có thể liên hệ ha. Rồi, hai Linh xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Thì rất vui được gặp lại các bạn trên cái kênh của Linh. Thì kênh của Linh chuyên làm về chủ đề nhà đất ở Cà Mau ha. Thì hiện tại Linh đang đứng ở trên cái cầu Khánh An nè. Thì ở cái khu vực cầu Khánh An này nó rất phát triển ha. Và tương lai thì nó sẽ còn phát triển hơn khi mà cái dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau á, nó đổ vào cái đường Xuyên Á. Mà cái đường Xuyên Á thì nó lại cái ngã ba đường Xuyên Á nó cách cái cầu Khánh An này khoảng 1,4 km đó cô chú anh chị và các bạn. Thì đây là cái khu vực cầu Khánh An nè, nó rất là nhộn nhịp và rất là nhiều cái công ty ở khu vực này ha. Đặc biệt là nó cũng gần cái khu phía Điên Đạm. Và hôm nay thì cái video này sẽ nói về cái gì? Hôm nay thì video này thì Linh sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn ba cái nền đất và một căn nhà. Thì vị trí của nó thì nó cách cái cầu Khánh An này khoảng 5 km ha. Rồi mà cô chú anh chị và các bạn cùng Linh đây đi đến cái khu vực đó ha. Thì khi nào đến thôi thì Linh sẽ quay chứ không có quay trên cái đường đi ha, để tránh mất thời gian của chú anh chị và các bạn. Và để ủng hộ tinh thần làm kênh thì cô chú anh chị và các bạn bấm like, bấm ký, chia sẻ video lên Zalo, Facebook để ủng hộ tinh thần nha. Rồi Linh đã tới cái khu đất cũng như là những cái nền rồi căn nhà rồi ha. Nói chung là cái này thì bây giờ Linh làm tiết kiệm thời gian đó. Dưới thứ hai nữa là quay một video một nền thì mất thời gian cô chú anh chị các bạn xem đó. Cho nên là gom lại quất cái ba nền với một căn nhà luôn ha. Quá trời đứng ở đây gió mát à. Nói chung là về thấy cảnh đồng lúa này thấy quá cháy rồi đó. Rồi bây giờ Linh sẽ báo cụ thể ha. Thì hiện tại thì Linh đang đứng ở cái nền đầu tiên này ha. Bây giờ Linh sẽ báo một cái số thông số, nói chung là nhanh gọn mau lẹ ha. Rồi, cô chú chị nào quan tâm thì cứ alo theo cái số Zalo của Linh ha, 0949993384 ha. Rồi thì cái nền thứ nhất này chiều ngang của nó là 10 mét ha. Đây Linh đang đứng ngay chân chỗ cái nền thứ nhất luôn nè. Mặt bằng cao ráo không bị ngập ha. Hiện tại bây giờ là thủy triều đang dâng cao ha. Cà Mau là nước ngập từ lứa chứ, nhưng mà cái nền này hiện tại là không ngập ha. Điều đó chứng tỏ là cái nền rất là cao nha. Chiều ngang của nó là 10 mét, chiều dài là 37 mét ha. Diện tích tương ứng của nó là 375 mét vuông. Cái nền này thì có sổ hồng nè, có 50 mét thổ cư nè. Và giá đăng bán là 480 triệu. Linh xin nhắc lại cái nền thứ nhất này giá đăng bán là 480 triệu ha. Và ở ngoài trước này là lộ 3 mét nha. Lộ 3 mét. Rồi tiếp theo thì Linh sang cái nền thứ hai. Đây nền thứ hai phía bên đây. Đó, cũng là cặp bên luôn á. Nền thứ hai này có những cái thông tin như sau. Chiều ngang cũng 10 mét, chiều dài. Chiều dài thì có nó là tới 42 mét lận, dài hơn cái nền thứ nhất. Diện tích là 407 mét vuông, có sổ hồng. Và đặc biệt là nó có tới 100 mét thổ cư luôn ha. Ở khu vực này thì nó là đất trồng cây lâu năm nè, lộ 3 mét nè. Và giá bán của cái nền thứ hai này là 520 triệu ha. 520 triệu. Rồi bây giờ Linh sang cái nền thứ ba. Nền thứ ba bên đây luôn. Đây, nền thứ ba ở đây. Cũng gặp cái nền thứ hai đó. Rồi cụ thể là chiều ngang của cái nền thứ ba này là 9 mét. Dài là 45 mét. À, cái nền này là dài nhất trong ba cái nền mà Linh vừa nêu ha. Diện tích tương ứng của nó là 392 mét vuông, có sổ hồng, có 90 mét thổ cư ha. Lộ 3 mét ha, đất trồng cây lâu năm. Giá bán là 500 triệu nha, 500 triệu. Đó. Rồi tiếp theo thì Linh sẽ quay và giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn cái căn nhà luôn, cái căn nhà luôn. Và đương nhiên rồi,
cái lộ ngoài trước này là 3 mét nha. Lộ ngoài trước này 3 mét. Và ở đây là nó là nước ngọt ha, nước ngọt. Ở phía trước này là nó có cái con sông nè. Và đương nhiên là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua cái nền trên bờ thì ở phía sông người ta không bán, nhưng mà nó trở thành của mình luôn. Đó. Nghĩa là người ta bán cái nền ở trên bờ thôi. Ở dưới này nó có cái lộ 3 mét. Ở dưới mấy sông thì nó sẽ thuộc về của mình luôn. Đó. Rồi như thế ha. Rồi tiếp theo thì Linh sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn một cái căn nhà ha. Rồi xích lên này có cái căn nhà nè. Rồi Linh sẽ báo cụ thể cái giá luôn. Rồi. Rồi đây cái căn nhà đây. Đây là cái cổng ở ngoài trước căn nhà nè. Và đương nhiên cái lộ ngoài này là cũng 3 mét ha. Đây. Quay trước cho cô chú anh chị và các bạn xem cái cổng trước nè. Cổng. Thì cái căn nhà này thì cũng mới cất luôn, mới tinh luôn. Mới tinh mới cất luôn. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn xem lướt một vòng đi, sau đó mình sẽ báo ra những cái số liệu ha. Những số liệu sẽ báo mời cô chú anh chị các bạn xem một vòng đi. Thì cái căn nhà như cái phần đất này nè, Linh thấy là nó phù hợp mở cái quán mà thì kiểu mà sinh thái á, của chú anh chị các bạn. Sinh thái á. Gần đây ở Cà Mau nó có một cái quán theo cái mô hình là cái quán nhậu mà hương lúa đó của chú anh chị các bạn. Thì Linh thấy cái phần đất này là mở cái mô hình kiểu đó là ok luôn nè. Cái phần phía bên đây nè, cô chú anh chị các bạn có thể tận dụng để làm những cái chòi á. Linh thấy là cái phần đất này là nó vừa để làm luôn nè. Đó. Tận dụng cái phần này mình để mình làm những cái chòi nè. Đó, nó có sẵn luôn nè ha. Đó, mình có thể trồng sen, bông súng hoặc là trồng lúa gì đó, ở dưới mình nuôi cá gì đó. Cá gô này kia đó. Và ở đây thì nó gió rất là mát nha. Đó. Thì ở đây người ta cũng đã khoan cái nước đồ đầy đủ hết trơn nè. Đó. Cái này là mới làm luôn nha cô chú anh chị các bạn, mới làm còn mới tinh luôn á. Đó. Còn mới tinh luôn. Rồi cái gì giờ sẽ quay cái hướng này cho cô chú anh chị các bạn nhìn cái toàn cảnh cái công viên của cái căn nhà này ha. Để mình cảm nhận được ha. Đó. Bên đây là mình có thể tận dụng để mình làm cái một cái quán nhậu sinh thái theo mô hình kiểu như hương lúa. Thì quán hương lúa là Linh có vô một lần rồi. Thì lần đó đi với mấy anh em cũng làm bên bất động sản á. Thì mấy anh rất thích cái mô hình kiểu đó. Một số tỉnh bây giờ người ta cũng ưa chuộng cái loại quán kiểu đó. Rồi bên đây nữa nè. Đó. Rồi. Cái này thì còn mới tinh luôn ha, đang xây dựng mới tinh luôn. À, quay nước một bên trong một cái để cho quý vị xem ha. Cái này chưa mở đèn, còn hơi tối á. Nhìn bên trong nè. Đó. Nói chung là cái căn nhà này thì cô chú anh chị và các bạn nào muốn kinh doanh cái quán kiểu giống như hương lúa vậy đó. Thì mình chọn cái căn nhà này là rất ok nha. Diện tích đồ nên thấy là nó vừa luôn. Vừa luôn. Nhìn cảnh sông nước tuyệt vời quá. Giống như người ta đã xây dựng sẵn cho mình rồi. Thì cái này thì của cái bà tính cắt ở đó mà bây giờ bà không ở, bà bán. Thì rồi, bây giờ Linh sẽ báo một số cái số liệu về cái phần đất cũng như cái căn nhà này ha. Để cô chú anh chị già nào thì thích ok thì mình có thể liên hệ ha. Về cái phần đất á, thì cái chiều ngang của nó là 30 và chiều vô của nó là chiều dài của nó là 54 ha, 54. Nhà thì nhà cấp 4 nè. Và cái căn nhà này hiện tại thì nó đang có cái chiều rộng là 5 và chiều dài của nó là 12. Đó. Căn nhà. Đất vườn, ở đây là khu vực nước ngọt ha. Cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy ngoài kia lúa là biết nước ngọt này. À, và nó có sổ hồng đầy đủ nha, sổ hồng đầy đủ. Và giá bán của cái căn nhà này nó là 1,9 tỷ ha. 1 tỷ 900 triệu. Rồi, bây giờ còn một cái thông tin Linh nghĩ là cũng có nhiều người quan tâm là cái khu vực nãy giờ Linh chạy vô đây là nằm ở đâu đúng không? Đó. Thì cụ thể là cái khu vực này nó thuộc là xã Khánh Bình ha.
xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau ha. Nó cách cái cầu nông trường á là khoảng 4 km, và đương nhiên là như cầu nông trường với cầu Khánh An thì nó cũng gần gần nhau vậy đó. Cầu Khánh An thì chắc cỡ 4 cây rưỡi, và nó cách Cà Mau là khoảng 15 km ha, nó 15 km đó. Thì vừa gọi là Linh đã cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn tất cả những cái thông tin mà Linh biết, tất cả những cái nội dung đã nói hết trơn rồi. Cô chú anh chị và các bạn có bình luận hay hỏi thêm gì thì có thể là ghi bình luận ở dưới ha. Rồi mình có muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn xem cụ thể đó thì liên hệ với Linh theo cái số là 0949993384 ha. Thì video hôm nay gồm có 3 cái nền và 1 cái căn nhà. Linh nghĩ là nó rất là tiềm năng và nó rất là thuận tiện. Một cái con lộ 3m ha. Cái xe ô tô rồi mình có thể chạy vô đây được ha. Lộ mới luôn. Và nền thì đất rất là cao. Hiện tại là mực nước ở Cà Mau bây giờ nó đang dâng rất là cao, mà cái nền lên quay nó không bị ngập thì cũng nó là cái nền rất ok rồi. Chỉ còn là mình thích thì mình chọn rồi mình chốt giá thôi. Rồi đến đây thì cô chú anh chị các bạn bấm like, bấm ký ủng hộ tinh thần, cũng như là mình chia sẻ video lên Zalo, Facebook, giới thiệu cho bạn bè người thân mình mua những cái căn nhà cũng như là nền đất tiềm năng mà Linh đã cập nhật ha. Rồi đến đây thì Linh xin bye, hẹn gặp lại video sau nha. Bye bye.